chào mừng em đã quay trở lại với Em Tùng Audio Hải Dương. Buổi chiều hôm nay lại tiếp tục lên đường phụ em với cả với trang trí âm thanh ở đầu tuần mới. Khi mà cuối tuần mà anh em đặt hàng rất là nhiều bên cả anh em, và đặc biệt có một cái con vang mà em phải nhấn mạnh cho anh em một lần nữa, đang có giá xả rất là tuyệt vời, Legotic K380 Plus phiên bản vang cơ lai số mới của Em Tùng Audio, nhận được rất nhiều sự quan tâm của anh với cả, và hôm nay cũng lên đường rất nhiều đấy các bác. Và em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất của Em Tùng với tất cả anh em đã đặt được những cái đơn hàng sản phẩm thiết bị âm thanh với cả anh em. Và hôm nay cái dòng vang Legotic K380 Plus lên đường nhiều thì em xin phép làm một cái video với cái dòng vang này cho anh em khách hàng tham khảo và cùng anh em trải nghiệm âm thanh chất lượng một lần nữa đến từ dòng vàng Legotic K380. Đây là hộp hình thức thiết kế các bác nhá. Xin phép bỏ cái hộp này ra của anh em kiểm tra chi tiết hơn nữa về các tính năng và chất lượng âm thanh của Legotic K380 Plus. Dòng vang cơ lai số rất là thịnh hành trên thị trường âm thanh, phiên bản này đang quá là hot rồi. Hiện tại thì một số ít những cái dòng sản phẩm vang có chế độ lưu mốt và không nên bỏ qua, đó là Legotic K380. Khi anh em muốn tinh chỉnh đơn giản bằng cơ mà chúng ta lại muốn lưu mốt nữa thì chúng ta chỉ có thể là sử dụng vang cơ lai số để tinh chỉnh cơ thôi. Còn nếu như anh em muốn lưu mốt thì chỉ có thể là sử dụng vang số để lưu thôi. Nhưng với Legotic K380 Plus này, chúng ta có thể kết hợp cả lưu mốt và cả chỉnh cơ được. Đây quả thật một cái dòng vang không nên bỏ qua thời điểm tại nhá. Với phiên bản phay nhôm màu đen dễ phối đồ, chúng ta sẽ có rất nhiều hiệu ứng tính năng tinh chỉnh đơn giản hiệu quả trên thân máy. Là chỉnh bằng tô vít, chỉnh cho em các hiệu ứng 8 tính năng để các anh em có thể chỉnh hiệu ứng mic EQ, bass trung chép và nhạc cũng vậy các nhá. Với cái dải tần số chi tiết 57Hz cho tận 10kHz, như vậy anh em có thể tinh chỉnh ở dải âm thanh bass trung chép trên phần mic và phần nhạc, giải lão thừa, giải lão thiếu anh em có thể cắt đi và thêm vào để âm thanh ra đạt độ hiệu quả cao. Còn khi gửi đi em cũng sẽ hỗ trợ setup cài đặt một vài tính năng ở trên phần mic phần nhạc cho anh em. Và quan trọng nhất, chúng ta sẽ có một chiếc mặt màn hình LCD lớn nằm ngay chính giữa trung tâm, các chức năng thông số hiển thị hết trên này. Các chế độ âm lượng tổng và các chế độ hiệu ứng âm thanh sẽ nằm góc tay trái, chế độ lấy tín hiệu nhạc sẽ nằm ngay góc tay phải cho anh em. Lấy nhạc có rất nhiều chế độ tín hiệu hiện đại cho anh em lựa chọn, như USB cổng quang, đường áo ích trắng đỏ này. Đấy, nhấn input chuyển cổng tín hiệu. Dòng này có thêm tính năng Red Out Fast Live với 4 đường cổng ca lông cho anh em ghép đủ các thiết bị âm thanh. Bên em Tùng sẵn sàng tặng thêm dây jack kết nối các bác nhá, để anh em thể ghép đủ các thiết bị âm thanh, ghép âm ly, đẩy đến vang loa kèm mixer. Có thêm chế độ tắt effect này và có thêm FB chống ngú. Và quan trọng nhất chính là các hiệu ứng âm thanh ở trên dòng này thì có tính năng chỉnh số nữa, rất hay các bạn. Chỉnh số không phải là chỉnh qua máy tính, chúng cũng không cần phải thuê thợ về chỉnh đâu. Bác muốn tự mình tinh chỉnh là đơn giản. Bác nhấn cho em nút Effect Edit. Đây là một nút âm lượng tổng rất là lớn. Các bác nhìn nó to hơn so với các phím còn lại đúng không ạ? Và các phím còn lại nằm bên cạnh đó là 4 phím tính năng âm lượng tổng mà thường xuyên sử dụng nhất. Đó chính là nhạc, đó chính là mic, echo rồi, reverb rồi. Với 4 phím tính năng này, anh em chỉ cần thao tác sử dụng vặn cho em theo múi kim đồng hồ thôi. Tăng bên phải, giảm bên trái. Còn lại các hiệu ứng tính năng như là reverb, Relay, Repeat, các giải bát trung chép, em sẽ hỗ trợ setup cài đặt trước cho anh em. Và anh em cũng có thể tự mình cài đặt bằng cách nhấn Effect Edit. Nhấn Effect nó sẽ hiển thị ra một cái khung, và các bạn đang nhìn thấy đang khung ở Reverb 31. Anh em muốn tăng phải này, giảm vặn bên trái cho em. Cái nút này vừa có thể xoay, vừa có thể nhấn vào để chuyển cái chế độ mode để anh em có thể cài đặt các cái hiệu ứng của Repeat, Delay, là cái chế độ âm thanh hiệu ứng echo vang nhại, hay là các giải bát chép. Cứ tăng phải, giảm trái cho em, ngay lập tức trên mặt mình sẽ hiển thị hiệu số. Và chế độ âm lượng tổng cũng vậy, tất cả nó sẽ hiển thị hết trên trước mặt mình LCD bằng hiệu số cho anh em dễ dàng sử dụng và thao tác. Vài lần sử dụng anh em có thể tự mình tinh chỉnh được ngay các hiệu ứng âm thanh, không có gì khó khăn. Còn bây giờ quý anh em lắp tai nghe và trải nghiệm âm thanh của dòng vang Legotic K380 trong quá trình bên em đã hỗ trợ setup cài đặt rồi, thì là anh em nhận hàng về chúng ta hoàn toàn yên tâm ghép nối trực tiếp các thiết bị âm thanh và trải nghiệm ngay nhá. Và sử dụng mic thì anh em có thể cắm mic dây, mic không dây, cắm mic A, mic B phía mặt sau cho em. Và quý anh em lắp tai nghe trải nghiệm âm thanh chất lượng đến từ dòng vang Legotic K380 Plus. Nào, ở đây 1 2 5 6 7 8 9 7, là 1 2 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7, là 1 2 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7, ở đây 1 2 5 6 7 8 9 7. Rất tuyệt vời các bạn, anh em đã được nghe em trải nghiệm âm thanh đến từ dòng vang Legotic K380 Plus. Đây quả thật là một cái dòng vang cơ số rất hiện đại, mặc tính năng âm thanh ngọt ngào dễ hát, có độ lịnh tiếng của giải echo đúng không ạ? Anh em sẽ thấy ngay chế độ lặp đi lặp lại cái giọng hát của chính mình trên tính năng hiệu ứng âm thanh echo rất là dễ hát cho những em hát kém hát yếu. Thêm hiệu ứng reverb chuyên nghiệp làm nổi bật các giọng hát thật của anh em, thêm có giải bass trung chép, đồng thời sẽ hỗ trợ thêm cho anh em lời ca tiếng hát âm thanh thoát tiếng tốt. Khi ghép lối vang vào những thiết bị như là âm ly hoặc đẩy, chúng ta sẽ có ngay cho mình một cái chế độ âm
âm thanh giọng hát cao kỳ gia đình chuyên nghiệp. Và chắc chắn rồi, đừng nên bỏ qua Lexatic KM380 Plus, một cái dòng vang cua lai số đang rất là nhiều hiệu ứng và được anh em người tiêu dùng đang tìm kiếm và sử dụng trong những ngày vừa qua. Thật sự đây là một cái dòng sản phẩm vang rất là hot, và anh Tùng thì đang để cho anh em mức giá thấp hơn so với giá thị trường để anh em có thể mua và sử dụng ngay trên dàn máy âm thanh gia đình. Liên hệ ngay bên Tùng Audio 0979629336. Cũng có rất nhiều đơn hàng anh em khách hàng với dòng vang này, và em xin gửi lời cảm ơn cho tất cả anh em đã và đang đặt hàng với một sản phẩm vang cua lai số cao cấp Lexatic KM380 Plus bên Tùng Audio. Xin chào các bác.